Nay để nhìn đường thiện tạo lời quy nga, nơi hiểu đúng
quả. Đâu mang tay mà thất nghiệp tấm lời đi ra mình bán hát thiện cùng đem tới. Hôn lâu thằng đi lai ra liêu tiền con thành không tóc huyết nắm thần trường. Sớm vào rừng chung lưu điếm kêu về cõi miệng nghe. Em ông địa ta. Ông địa. Em ông địa cũng phải mở cửa. Em ông địa mở cửa. Ờ. Ai kêu vậy? Anh tôi ông địa. Tôi là ai? Anh tôi là Tiên ông địa. Ba hồn chính với tôi à? Sao vậy? Vậy phải chị nói chị là ai? Tôi nói tôi là Tiên ông địa. Tiên. Ờ. Ý chú cha. Chị nói Tiên mà tôi hé cái cửa ra. Tưởng đâu bà điên là đâu mới tới không chứ. Ông địa. Tiên chứ bà điên gì ông địa? Ủa Tiên hả? Ờ. Tiếng xuống đây có chuyện kiếm gì? Ông địa, lúc anh nghe tôi nói nè. Nói gì? Giá trăng nắng dỗ lịch bà năm nay nè ông địa. Sao nữa? Trong sư thầy làm lớn lắm ông địa. Ủa làm lớn lắm gì vậy? Trong lớn. Tôi nói có bánh đủ thứ hết ông địa. Ủa vậy hả? Tôi nói đủ thứ rồi hả? Có đủ thứ ông địa. Con có bánh xèo không? Ông địa. Cái gì? Trời đất ơi, bánh xèo đổ ai mà gói ông địa? Bánh xèo đổ? À. Không có gói vậy? Không có ông địa. Mà chưa có gói không? Ông gói gì ông địa? Bánh xèo nước hả? Ông xèo nước là gì ông địa? À xèo nước, xèo nước à. Chị nhớ hồi trưa chị xuống có không? À phải. Chị mà ngốc có bông có qua. À thôi nè ông địa. Ai chị cầm khăn con xa. Sao? Chị ta có bông đây của lên bà chị lót cổ chị ra kìa. Lót cổ là bà tiếng thiết tỷ thà nhà đó chị à. Ô mà ông nghe tôi kêu làm sao nè ông địa. Nè chị kêu ở đây bà cô bác ai cũng nghe hết. Chị kêu gì nè. Cắt kè. Cắt kè. Ông địa. Tới là cắt kè nó kêu rau canh. Còn tôi với ông là bạn thần tiên. Lâu ngày tôi gặp ông tôi mừng quá tôi kêu bói ông đi ăn kè. Ăn kè. Cắt kè nó tự trùng tự chị mà tưởng luôn các kè nó kêu không nhá. Ông phải ông địa ngày hôm qua kêu ti ti chị mời địa lắm vô. Ông phải có cái rột. Cái rột. Cái rẹt. Ôi rồi sao ông địa? Thấy qua cái sẹt rõ ràng gì ơi. Sẹt sao? Ai biết đâu khi dồn trong miệng mất cái hai bộ lưng ông địa ơi. Hả? Đó là ông bị ăn dắt giặt rồi ông địa. Còn chị? Ông ở đời ông biết rằng chó treo thì mèo đầy. Ờ. Người ta không lầy. Ôi tôi lụm. Con trộm lụm. Ông địa. Hả? Tôi lụm cái đem về trong miếu bà nè ông địa. À chị nói người ta lụm thì mất kỳ lụm thầy con. Ờ phải. Thôi đi chị ơi. Sao vậy? Ngày hôm qua ông địa đi Sài Gòn mất luôn cái bóp nữa. Đó là ông bị mất túi rồi. Ủa còn chuyện có hả? Không có ông nè. Tiên cái tiên nè ao chị hỏi ông bà cô bác đây có phải không? À. Ông bà cô bác đây thường nói thiệt ít giả nhiều. À, đúng chị rồi. Nói chị là tiên là Phật không có bây giờ chị dặn thẳng ba giờ làm chắc tôi đưa thầy và ông bà cô bác đây đi chị. Chị ơi ông địa này ông kỹ ghê. Ông lấy phần chắc cho cô bác và sư thầy nơi đây. Chị thầy nghe ông địa. Vậy ui da, tiên dậm gì thế ớn vậy? Chàng nói tiên chị dậm đó hả? Tôi dậm đâu ông địa. Chàng nói tiên dậm gì quá là làm thầy con gánh cái đầu máy vậy? Ông địa. Hả? Dạ chẳng tiên tôi còn. Còn là phải không bạn? Chị ngắm giống mệt. Sao được ạ?
không phòng thủ chừng nào nữa. Lỡ vô rừng cái nó quào cái đâu kịp hay chị đổi. Ông kìa, tin tôi đặt chân cái giò nửa lần. Chạy vô rừng bị ghé khó ông kìa. Không có thiệt hả? Không có. Không có thôi tôi đứng lên. Ông kìa dạng nhát ông kìa. Chào đứa tiên chuyện hiệu chỉ khá nói địa hay cùng. À cái thầm anh. Tam thập lục cung. Còn hộ gia cát. Chí đào. Di thường di hạ di hùng. Ông kìa. Sao? Tôi đầy khó. Sao? Đặt chân bồn đào. Nay người tâm thành thiết lập võ quê. Mà đó mùi hương cảm thấu trên lệnh bà. Lệnh bà tay lên nổi xuống giường quê. Đánh. Như vậy? Đánh luôn. Tôi này gánh nước hả? Ờ gánh nước mình. À, thử mà chơi chứ tôi đi có sắc nào phải đi không? Gì à? Ông mau mau nổi ngọn đèn hồng chiếu kim bằng hầu sắc trên địa. À, chị đi có sắc à? À. Lên tôi. Nghe chị nói tôi hết hồn với tôi trốn cái sao? Chị nói sao mà không trốn? Chị nói tiền nam tiền nữ chưa thanh chưa thành. Ờ phải. Hậu diện công đồng bác quê thượng tiến. Ờ đúng rồi. Lệnh bà các kiến thổ địa ra nà. Ờ. Dẫn các gì nè như chị nè. Dạ ơi. Ở sao có cái ao sao á? Chị vậy? Đánh nước thì cái chị. Dạ đất ơi. Đất nước thì sao được? Hả? Trời đất. À. Tôi kêu gánh nước chứ chấn nước tôi cái gì? Ủa kêu gánh nước hả? Gánh nước ông địa. Vậy mà tôi tưởng đâu tấn nước không nha. Trời ơi, gánh nước. Vậy tôi là một cái tấn nước. Nói chuyện tôi chưa chắc là coi gì hả? Nay có chắc chắc rồi. Không dễ phát dễ đâu con. Ủa cô sao? Chỉ dẫn đừng cho nẻ quy nhiên quá có họ. Ý lượng bữa tôi đi được không vậy? Chịu đi được. Sao? Không dám đi được đâu. Sao không dám? Tôi mà kể nghe con lại chuyện hết dám đi luôn chứ ở đi. Trời đất ơi, con về không đẻ? Nè, ở đây cần hỏi ông bà cô bác đây đi. Con ở đây có con này ngộ lắm nha. Hai con mắt mà cái khô gì nè. Mà cái bụng nó lớn hơn cái bụng điện nó. Mà cái miệng chị biết cái nào không? Cái miệng cái nào? Bằng cái bàn. Trời đất ơi, cái miệng bằng cái bàn. Trời còn mưa xuống cả tầm rồi nghe. Tướng như chị nghe nói nghe không có nuốt. Trời ơi. À, con về ông đi. À, con về ông đi. À, con về ông đi. Con về ông đi. Biết gì không? Con gì? Sợ không? Con gì mới sợ chứ ông đi. Trời biết gì không? Biết gì? Ở trời đó coi cô bác coi cọp kỳ lân không sợ ai mà sợ có ếch nó xíu sao sợ cậu tấm nghiệp như sầm cổ sâu nhìn nè nô sò đen các mã xà không sợ đâu mẹ không sợ nữa không đó 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 bãi cát đường xa còn ôn sư tử học sợ lắm kìa sợ cái học ngắm lửa cuốn người mưa khóc như tuổi rồi ăn thịt gì tí gà không sợ không sợ
điều kiện vậy, sợ ông đứng lên đã ngồi xuống. Á thôi ngồi nghỉ mệt đi giờ mới. Thôi ngồi lại ngồi luôn đi chị ơi. Mệt quá. Thôi bữa nay ông bà cô bác đây vui vẻ thì ngồi chừng nào phải ra đi. Mà chị cứ sân si năm đòn bãi xeo con bốn bước nè chị. Ông đè gì? Nhờ ông quốc đức chính thần mạng pháp. Còn chị em tôi nữ tiên nhi thừa lĩnh chẳng nên dung. Chị ơi vô dục phước rồi trong nghĩa phong di phóng tư nè chị à. Ông nè, chào ông không hiền hàng cao ngự. Chị em tôi kỵ quả tự chiêu đừng buồn. Nè lời chị càng giác đã nhiều thiệt phục và thua bề đứng dậy đó chị. Ông nè, trước tôi đã vào lời sở cây. Bây giờ có hẹp lượng nữa hay sao? Chị ơi tài chứ tài biết đỏ thấp cao. Nếu không học đến trò trên sân khấu. Ông nè, hớt nghệ thuật đâu phải lời kết đấu. Thật một đoạn tài nghề mới rõ biết thấp cao. Bây giờ ông ngồi đó nữa hay sao? Sao? Ác lưu dẫn. Trời ơi, quýnh đại. Quýnh này. Sao nó còn quýnh ông chứ quýnh này? Gì? Đến tôi. Kêu lại. Nè, tôi nói chị nghe nha. Tưởng chị nó quýnh ai thì thôi. Chứ quýnh tôi đã hẳn năm đoàn bãi theo cũng đi nữa chị. À, để vào kiếu lợi lệnh bà và cô bác hai bên. Tôi hỏi ông Địa một lần nữa không đi. Tôi quýnh ông cho biết. À, ông Địa, à, thôi ngồi nghỉ mệt đi. Đi dòng ông Địa. Không, thấy không, nói ngọt không đi. À, nói ra thì tại bụng có được bách tiên nữ đêm giả hành hôn. Thôi tử thủ đã tâm lưng. Sao? Đi hay không chứ biết. Quý thiệt, anh quý thiệt. Nói qua đồ phải xem đi mới cho rưỡi đi. Ông đánh lại tôi cái gì em đâu hết ông... Đâu có đâu, tại tôi đứng lên chị hết hồn chứ tôi không quýnh gì đâu. Nhưng mà chị nghe tôi nói đi. Nói đi ông đẹp. Hồi sáng này là những cái bằng thông báo của lĩnh năm bà. Chị xuống quê duyên hái bóng trà thọ. Để chị cầu cái tăng họ bà cũng bắt ở tại. Chị đi giữa đường chị lạc lối nhờ đến Linh Quang. Tôi thấy chị năng nỉ ô tô cất bước lẫn lên đà. Đi một hồi lỡ tôi có mở tôi bồn tôi nghĩ. Nói là nói gì cho lắc thẻ được đứng miệng ra đi. Nhưng mà chị không nghĩ tình bằng hủ mà chị lại sân si. Chị nhào vô làm như học võ vậy là. Tôi nói thiệt gì nhỉ? Đỡ là đỡ cái gì? Nếu chị không làm trò khổ hoạch thì lắm bà bắt tội gì? Còn tụi nó mổ không đi. Ai không đi ba không đi. Thank you.
thân xử như thế nào nó rõ tôi. Trời ơi, đất tôi bay tới nơi không ra. Cô bác ơi, tôi kiện. Chị ơi, để lại lần này tài quy mới dặn đó rồi cũng hết đó. Chị thấy thằng ông xa chị vuốt xuống cái cục dặn tôi ọt xuống liền. Chưa nãy chị quýnh nó dặn lên tới xì ngọ luôn. Nhưng mà này nữ tiếng. Nghe tôi dặn. Ai dặn điều chi? Quân sáng sẻn lẹ. Để mặt tôi. Áo lọ. Dặn đi không? À để mặt tôi. Chỉ cần mỗi rạp có nước dâm. Nơi quê hiền. Tôi đi lật lật lên bà ba tôi kết quả đầu tiên tôi nghe ông nói tôi nhịn miệng trong ăn cái gì đầu tiên cái gì lo quét gì đầu tiên gì trời đất ơi đầu tiên ôi giờ nó cái bơm cái táo cái gì ông
địa ơi nghe. Ở dưới dương thế thì cô bác với sư thầy là kêu cái bơm cái táo. Nay sư thầy cô bác ở đây Phật tử lòng thành mua về rửa để lên bàn bà thì phải phóng quả đào tiên để kêu đào tiên đào đào không ai hãy nói dưới dương thế dùng cái bơm cái táo. Nay ông bà cô bác có tâm lòng một cúng lệnh bà mua về rửa thành để bà cúng cho quả đào tiên. Có hiểu đàng hoàng à? Thiền thiệt à, thiền miếng này. Không biết. Trời ơi, cái gì? Chưa cúng dường xong ăn vậy? Cái gì ăn? Chứ ai ăn kìa? Chị ăn, tôi ăn nè. Trời đất ơi, ông ăn. Chị ăn. Cô mới xây qua đây chị tắt cái bọc rõ ràng. Bà hai, bà ba đây thấy rõ ràng không bà ba? Ông kìa. Tàn án đã ràng ràng. Sao? Hửi đi ngay cho ý tôi không có. Vậy hả? Thôi ăn rỡ rồi lòng thành tắc. Thành khi nào này cúng nào này chị. Chị thành Nam Mô Thanh Tịnh trả lời từ ngày tới. Ăn vào mát nốt ra tao lợi thấy gì con còn tới tới đâu rồi tới tất tài tất lợi tất bình an bà có bắt vào tan nhà quan tán này đây kêu là một tám chuyện cái tiếng tông ba tin tin nào để lại xảy ra tai dưới kiến